Xin chào các bạn, mình là Huyền Trang đến từ Đăng Phương Auto. Ngày hôm nay mình xin review một sản phẩm, đó là cam 360 độ dành cho tất cả các dòng xe. Và ngay sau đây đó là một xe Kia đã được lắp cam 360 độ gắn hiện trên xe. Và bây giờ xin mời các bạn vào xe để review sản phẩm nhé. Và bây giờ mình xin review tất cả những tính năng cam 360 độ lắp trên xe, chính xác những chức năng như thế nào nhé. Hiện tại trên màn hình mình đang đó là bật cam 360 độ. Và bây giờ đang là xi nhan bên tay trái thì hiển thị cam bên trái, xi nhan bên tay phải thì hiển thị cam phải. Và một góc của màn hình đó là view 360 độ trên xe. Mình có thể trực tiếp gọi cam bằng nút gọi. Đây là cam trước. Và hơn nữa thì khi mà đi vào trong ngõ hay là tất cả những đường hẹp thì quý khách có thể gọi cam ghép hai bên lề của đầu cam trước ở phía trước xe, phía hông xe để có thể xem được trực tiếp bốn bánh xe này. Và đây là cam phía trước. Và bây giờ mình sẽ lùi để có thể xem được góc cam lùi. Hơn nữa cam nó có đánh lái theo vô lăng, có thể lùi chuồng rất là dễ. Vô lăng xoay bên nào thì cam hướng của cam và vạch nó sẽ theo bên đấy. Và đây là ở hàng trong thì đó là lốp xe. Đó, lùi xe rất là tiện đấy ạ. Cam phía trước cũng vậy. Vô lăng đánh sang bên nào thì cam hiển thị bên đấy. Quay liên tục cứ để. Một trong những tính năng rất là hữu ích của cam 360 độ đó là quý khách có thể cam phía trước đỗ táp lề đường, rẽ hay là lùi thì đều rất là hữu ích cho xe. Khi mà mình đỗ thì rất là khó nhìn. Và đây phía trước, khi mà đi vào ngõ thì sẽ giảm cái tình trạng đó là phía xe đầu trước nó sẽ bị va vào cái lề đường. Bắt góc rất là chuẩn xác, có đánh lái theo vô lăng. Có thể đỗ xe ở bất kỳ chỗ nào. Em không quay được cái đoạn này. Vâng, và sau khi mình đã review tất cả sản phẩm về cam 360 độ và tất cả tính năng cho các bạn xem, nếu các bạn thấy hay thì bấm like và share cho mình nhé. Mình xin cảm ơn.